Rồi, xin chào đại gia đình nha. Đại gia đình có khỏe không? Em thì vẫn khỏe nha. Chúc đại gia đình có một ngày vui nha. Thì hôm nay em có dịp về quê vào dịp Tết nha mọi người. Thì cũng quay một số cảnh nhà dưới quê cho để gửi đến đại gia đình. Dưới quê thì có sân vườn, cây trái rồi nó không khí nó trong lành lắm mọi người. Đó, cây kiểng nhà em này. Có sân vườn trồng, mình trồng cây kiểng á, không trồng cây kiểng nè. Đó, tự nhiên không khí nó trở nên trong lành nữa. Cây kiểng dưới quê chiều ra ngắm rồi tưới cây, không khí nó trở nên trong lành nữa. Ha, đây là cái khu vực sân vườn nhà em nha mọi người. Thì quê em ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre nha mọi người. Nay cũng làm mâm cơm cúng ông bà. Đó, làm mâm cơm cúng ông bà, cũng cũng mua mấy cái chậu hoa để trang trí á, có không khí Tết á mọi người. Đó, đây là cái nhà thờ ông bà, thì nhà nào cũng vậy thôi, nhà nào cũng có thờ ông bà, để các dịp giỗ lễ Tết đồ chúng ta làm mấy cái mâm cơm tưởng nhớ với ông bà. Đó. Thì nhà nào cũng có truyền thống là vậy thôi, mình cũng theo cái truyền thống của ông bà ngày xưa. Đó, xung quanh nhà cây cây cối dưới quê thì nói chung là vườn tược đất cát nó cũng rộng nên là mình trồng cây cảnh rồi, trồng cây cảnh. Nhà này là dưới quê của em nha mọi người. Đó, nhà dưới quê của em. Thì lễ Tết hay gì đó có dịp thì về quê ngồi thăm ông bà. Đó, cha mẹ thì dưới quê đó, mình ở thành thị lớn, lâu lâu về quê nó thoải mái lắm. Ở thành thị lớn thì nó xô bồ, thì bây giờ mình lâu lâu có dịp dẫn mấy đứa nhóc nó về quê nó chơi nó vui lắm mọi người. Đó, vườn tược rồi nó thấy cái không khí có sân vườn trồng cây thoáng đãng không, cây thoáng đãng. Có trái lựu nữa nè mọi người, lựu nó ra trái nè. À, đó, xung quanh nhà trồng cây kiểng cho nó xanh mát đúng không? Chúng ta đi xuống phía sau nha, xuống phía sau. À, cũng ở phía sau cũng trồng cây nhiều. Đó, khoảng sân nè, nhà sau nè. Trồng cây chuẩn bị làm đồ và ăn Tết nha mọi người. Đây có nghêu nè, xù huyết nha mọi người. Đó. Rồi mực mực lá,
giờ Bạch chị lá với bạch tuộc nha. Bạch tuộc. Cây thanh long nè. Tới mùa nó cũng là trái nha mọi người. Xoài, cây xoài. Đó, cây xoài có trái sát đất nữa nè. Sát đất luôn nha. Xoài á. Xoài này nó cũng hái bớt rồi nha mọi người. Ở trên cây nó cũng có nhiều lắm. Đó. Nhưng mà con cháu không có về nên là không có ai ăn đó. Nó rụng không à. Thấy không? Đây nè. Nó rụng không à. Xoài nè. Đó, bắt cái võng ở đây. Nằm ngủ trưa quá đã luôn mọi người. Rồi có dừa nè. Dừa phía sau nhà nè. Cái dừa nó ở đây luôn nè. Không? Trái quá trời trái luôn. Dừa sim á. Không khí trong lành lắm. Dừa này sát đất luôn nè. Trái này sát đất luôn nè. Dưới bánh tre là mà dừa nó như thế này nè. Đó, sát đất luôn á. Đó, mọi người chuẩn bị đồ ăn lễ nha mọi người, lễ Tết nha. Đây có nhà đàn nè, nhà đàn to lắm. Bẹ to lắm, gục xuống đất luôn nè, không ai ăn nữa. Đó, nhà đàn không đó. Ở dưới quê thì hay có mấy cái hồ chứa nước á, mấy hồ chứa nước, mấy cái lù, hồ chứa nước. Cây này cái gì mọi người? Biết cái gì? Cái cây thuốc quá. Cây ớt nè. Ồ, cây mai trồng nhỏ nhỏ. Có bông luôn nè, nhỏ xíu có bông. Đó, xung quanh cái vườn á. Ngoài cái vườn. Này là cái nhà sau nè. Đó, em về quê là em thấy thoải mái lắm mọi người. Đó, mấy đứa nhóc nó về quê nè. Đứa nhóc nó về quê nó còn cầm điện thoại nó coi nè. Đi lên đường đi lên nhà phía trước. Đó, không gian nó rộng nó thoải mái á. Mình dễ chịu, đúng không? Cúng nè. Đó, cúng làm mâm cơm cúng ông bà nhân dịp Tết nha mọi người. Về quê là nó thoải mái nhất luôn á. Về gặp ba mẹ dẫn mấy đứa cháu về lễ Tết đoàn tụ gia đình, Tết đoàn viên mà. Đó, ai cũng vậy thôi. Chứ mình mà Tết mà mình ở lại thành thị á, nó buồn lắm mọi người. Đúng không? Đó, về mua mấy cây cúc. Trang trí trở nên nó không gian nó thoáng đãng. Nó, gia đình đoàn tụ, đúng không? À, ai cũng có quê mà. Ai cũng có quê. Tết này phải về thôi. Đó, dù xô bồ náo nhiệt, dù có khó khăn, cũng về gia đình. Có Đen Vâu có hát cái câu là thất bại cũng về nhà, thành công cũng về nhà, không có gì cũng về nhà.
thì mình cũng cũng về nhà đoàn tụ gia đình thôi mọi người, sum họp gia đình vào những dịp lễ Tết đó, cũng sơ qua một số cái hình ảnh dưới quê em. Cũng năm mới cũng chúc đại gia đình có một cái năm 2023 thành công hơn, phát triển hơn. Chúc đại gia đình luôn luôn giàu giàu sức khỏe. Xin hãy like, share, subscribe kênh để em có những video về đời sống con người Việt Nam gửi đến quý vị. Chúc quý vị có một ngày vui. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Yeah.